tài sản của em cũng là tôi, ba má của em cũng là ba má của tôi. Thôi tha cho em đi. Mấy đứa phần với chú Hai ơi, ngày hôm nay ngày tàn của idol tụi em tới rồi. Trời ơi, chỉ cần một cái vụt dây một cái thôi là idol của em như một trái mít, nó sẽ lăn từ dốc sườn đèo, lăn xuống đáy dốc. Mà trên đường đi có gai, có miệng chai, nếu hai đứng dậy lỗ không. Quá nghe tài của em rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Em không gì? Em không chấp nhận. Đây là giấc mộng ngàn thu rồi. Chứ mà là giấc mơ trưa nữa. Đúng rồi, đây không phải giấc mơ trưa. Em muốn thay đổi hay không? Em muốn thay đổi. Dạ, em phải hung tôi một cái. Một là em sẽ nằm ở đây, hai là em sẽ hung tôi một cái. Em sẽ nằm ở đây. Em thà chết mà em không hung tôi à? Được. Tại sao tôi thấy trên mạng là em hung này ghiếp? Ý này ghiếp hung em, ý em hung này ghiếp. Nó hung em. Nó hung em. Nó hung em. Tôi muốn một lần hung em. Bây giờ anh chủ động đúng không? Đúng. Trời ơi. Được không? Cho anh một nụ hôn của em, anh sẽ cho em ngủ chỗ đàng hoàng. Em phải đánh đổi trong cuộc sống này, em phải đánh đổi Hiếu à. Cái này là anh hung online cho mấy đứa. Mấy đứa nhiều khi mà mê Hiếu quá, nhiều khi là nói hả, trời ước gì được hung Hiếu một lần, ước gì được ngày nọ. Và ngày hôm nay anh Lâm sẽ là người thay thế các em, sẽ là người hung Hiếu. Hung. Ừ. Ok không Hiếu? Hiếu ơi, ok không? Nhưng mà bây giờ Hiếu. Hung không? Nào hai em, nãy giờ ban tổ chức của chúng tôi có dựng sơ tiểu phẩm này, thấy chưa vui lắm. Ủa là sao? Tôi yêu cầu thu hồi hai em đi lên kia cùng với mẹ già chúng ta làm tiểu phẩm khác. Trời ơi, ở đây nãy giờ cười chết, quay phim cười chết rất là kịch tính nè. Thôi thôi. Nè tàn của Hiếu thứ hai rồi. Hiếu ơi, hung anh không Hiếu? Hung. Cô ta. Em lợi dụng tiểu phẩm. Đúng. Để em hôn Hiếu thứ hai đứa gọi là gì? Người ta gọi là sàm sỡ. Lâm đi lên, Lâm đi lên, đến được tôi rồi. Đúng. Cô em. Hiếu ơi. Thầy ơi. Có thơm lắm anh Tuấn ơi. Đây là một giấc mơ sao? Thức dậy, thức dậy. Hiếu ơi, thức dậy, thức dậy. Hiếu. Trời ơi. Hùng anh cái đi. Thảo khâu. Hùng anh cái. Hùng anh, hùng anh. Trời ơi. Trời ơi, do em hùng anh thì anh mới hùng em. Hùng anh cái. Trời ơi. Hiếu. Thật là sảng quá. Tới tôi coi. Đâu rồi? Cái cổ đâu? Trời ơi. Trong lòng mạng ơi. Tôi bị làm nhục. Giữa rừng tôi hung nách em. Trời ơi. Trời ơi. Hiếu ghê quá. Hiếu ơi. Thỏa mãn chưa? Tôi bị chưa thỏa. Chưa thỏa. Làm gì la dữ vậy? Sao tự nhiên ra em ngủ rồi em la dữ vậy? Bị gì em bị gì? Hả? Em mơ một giấc mơ ác mộng. Để tụi anh nghe coi. Bị sao? Ê, vậy là cái chuông báo thức đó làm em bị giật mình đúng không? Trời đổ mồ hôi. Sao vậy? Vụ gì kể nghe coi. Tự nhiên em đang nằm. Sao? Bốn con cuốn nó liếm mặt em quá trời liếm luôn. Cho nó quay lại giấc mơ đi. Đây mới là ác mộng. Hiếu ơi. Em xin ấy em cho tím à. Lộn. Đó gì vậy? Nhìn tụi anh thật cool. Wow.
Wow. Trời ơi, mời em, mời em, mời em. Trời ơi. Bài tiếp theo. Sao hay ra dẻ? Sao hay ra dẻ? Tên là quá gì? Ông ta có quá không vậy? Bài gì bài của em đó? Sao hay ra dẻ? Tựa đề là cái gì? Bài gì bài em hả? Của em có quá không ta? Trời ơi! Sao hay ra dẻ quá? Không. Trời ơi! Khoan! Anh Lâm ơi cứu em! Bài của em chính xác là sao hay ra dẻ quá vậy? Sao hay ra dẻ quá vậy? Không, không có vậy. Không có vậy, sao hay là dễ quá. Cứu em Lâm ơi. Cứu em. Ừ. Em hết rồi. Hay ra dễ. Đúng rồi Lâm á. Có quá không? Cứu em làm ơn đi. Cứu em nhớ lại. Không em, có quá không? Không nhớ. Em có quá không? Không nhớ. Em nhớ rồi. Có quá không? Em nhớ rồi, em sợ với anh mà. Có quá không? Có quá. Mình là ai? Dương Lâm. Anh tên gì? Lâm sao nè? Ra dẻ quá. Giờ bây giờ sẽ là ca khúc sao hay ra dẻ quá. Và bây giờ sẽ là ca khúc sao hay ra dẻ. Ủa? Quá đâu? Sao nó dẻ quá? Quá đâu? Sao nó dẻ quá? Trời ơi. 3, 2, 1. Sao hay ra dẻ quá. Chính xác. Đúng rồi. Trời ơi, thấy chưa? Anh đã cố gắng, thấy chưa? Em hơi lạnh nha. Trời ơi, đúng rồi. Trời ơi. Anh nhạc chuẩn bị. À. Lướt như một con chó. Không phải. 3, 2. Không nhớ tên nổi đâu. Phía sau em. Lướt như một cơn gió. Sai rồi. Đó là bài Simple Love. Trời ơi. Ủa sao bài đó kỳ vậy? Anh về hát bài khác. Bài Simple Love nè. Im là ra Simple Love. Đưa chân dạo quanh nơi góc phố xá bụi bay vào má. Bùng dèo đó mà anh ta phố shop mua ly mì coi. Chúng tôi phụ em. Rồi em gọi từ đi. Từ để tôi. Em cho. Ủa, tôi chưa lộ rồi. Đưa đây. Trời ơi. Đứa này. Anh già mà anh ham cỏ non. Thôi bớt quan tâm khúc này cho nhỏ đi, để nhỏ tự nhiên đi. Thôi đi mà. Nó ngại lắm. Cỏ này xuống nè. Màu gì? Có gì đâu ngại. Rồng rắn lên, mày có cái gì đúng nhớ có nhớ nhà. Rồng rắn lên, mày có cái gì đúng nhớ có nhớ nhà. Thôi, cho anh chủ đi ngủ đi. Một món thôi đó anh em. Tôi đang ở một nơi xa xa, không có người thân thương. Nào một nơi đẹp như em, chỉ cần em bay trong bay.
Cái gì vậy, rên gì em? Trong rừng đúng không chị? Chị phải xác nhận tí nữa, chị phải nói chứ công chúng cho mọi người biết. Cho anh bớt cho chẳng đi. Đúng rồi. Đi cho nó thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về. 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 Đi thật. Là bài gì? Em xin đại diện cho mấy đứa em của em. Em xin nói thông báo của tụi em rằng đi thật. Ê. Đi để trở về. Đi để trở về. Chính xác. Yeah. Chính xác. Yeah. Yeah. Mừng quá. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Anh ơi, anh đi. Cảm ơn anh. Chị. Cái gì em? Chị. Cái gì em? Thằng này bữa nó giật chồng em. Trời ơi. Trời ơi. Thôi không việc đó mệt. Em tôi đã chịu quá gì đâu khổ. Có cái màn lột đồ. Không có. 3 4 4. Anh đỏ mặt rồi. Anh đỏ mặt rồi. 6 tội nghiệp quá, nhìn không. 7 7 giống ông già và giá lạnh ở bên cái bài hát của em đó. 9 ông già gì đó. Rồi đi đi anh, chạy đi anh. Anh ơi. Hướng này. Rồi. Đi đi anh, chạy đi anh. Anh ơi. Hướng này. Anh ơi, đây. Anh ơi, bình ai nấy uống. Anh thấy sữa là đó, ừ. Rồi. Trời ơi, có khi nào có Hiếu quay nhanh xíu nha cưng. Rồi giờ Hiếu làm chưa? Chưa. Chưa. Uống xong say mệt. Anh đi làm lẹ. Em nghĩ là chưa tới em đã hết giờ rồi anh em ơi. Dạ lẹ anh trai ơi. No quá. Thôi anh già rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Ai mẹ ơi. Vậy? Mẹ giúp tụi con đi mẹ. Nhiều quá hả? Trời ơi, nãy cho mẹ cúi đi không chịu. Nhiều lắm. Rồi mẹ về. Có về mất không ạ? Thôi. Chết rồi mẹ ơi. Mẹ ơi. Thôi lần 2. 6. 7. 8. Ho rồi, ho rồi. Mời, mẹ già quá. Hiếu 2. Mời, mẹ già quá. Hiếu 2. 3. Nhanh lên Hiếu ơi. 4. Nhanh Hiếu ơi, không có thời gian Hiếu ơi. 5. 6. 6. No quá. 7. Anh thấp lắm ba. 8. Mẹ Hiếu ơi. Mẹ không nấm nữa. Chín. Em còn trẻ mà. Đi. Qua đây mẹ. Đi. Qua đây. Qua đây. Mẹ giống con sư tử vậy. Trời ơi. Ở nhà là thấy sữa tôm tóp. Ở nhà là thấy sữa tôm tóp. Ôi, nó uống sữa hay uống rượu vậy? uống rượu này chắc uống rượu quá. Ba ơi, đừng uống rượu nữa. Ba ơi, gì đâu? Đúng rồi, tụi con khổ quá ba ơi. Ba ơi. Ba ơi, đừng có xịn nữa. Ba ơi. Ba ơi. Đừng có xịn nữa. Ba ơi, mẹ đã khổ quá nhiều vì gia đình mình rồi. Cái gì vậy? Trời ơi. Bỏ nút đẹp quá. Nút đẹp còn em ơi. Còn nhiều lắm. Đến. Ba ơi, ba nhậu ba của Long Đền. Rồi ba say đi. Trời ơi. Yêu ơi. Hát chung. 2 3 Tới ai vậy? Tới em. Trời chết rồi. 5 6 7 Để sao vậy? Để sao vậy? 8 Đâu được. Đó. 9 Hát chung nữa. Dòng nữa, còn dòng nữa. Dòng nữa, còn dòng nữa.
Trời ơi. Cửa là mình ơi lẹ lên. Nhanh lên. 1 2 3 Trời, giống như là cái cối sang ngô vậy á. 10 nè. Rồi đi. 11 Đi. Cái gì đập đầu? Đập đầu em ơi. Mình sửa lên đây. Cái đầu này chưa sao đâu, uống xong kìa, uống xong say mới ghê. Ghê quá. Ủa mình sửa nhớ vợ con, nhớ vợ con không? Vợ con mình ơi đừng nhậu nữa, nhà mình còn gì đâu. Mình uống hết sữa của con rồi mình ơi. Còn sữa với con bú nữa mình. Bên kia 10 vòng cái này mới mệt nè. 1 2 3 Lên nhanh lên mình ơi. 4 5 rồi mình. Đúng rồi, không kịp thời gian đâu anh Lâm ơi. 7 8 9 10 10 Bông nhậu quá trời. 7 Mọi người làm cao quá. 8 7 9 Còn dòng nữa Tuấn ơi. Rồi đi anh. Lên mình rửa cho anh đâu không? Lên đây, lên đây. Lên lại. Đứng lên. Đứng lên. Mình đang đóng mà, phải chụp cái thứ khác. Đứng lên, đang đóng mà. Đứng lên. Mở cái nắp đây cho lẹ. Đừng có tham. Được rồi, từ từ. Không được phun. Cố lên. Còn hai người lắm. Tuấn không có biết uống sữa, không thích uống sữa. Lẹ đi con. Lẹ đi uống lại đi học. Lẹ đi con. Lẹ đi uống lại đi học. Với mẹ cha. Mẹ cha. Thôi uống lẹ đi, hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Uống một ngầm sữa, kiếp nữa gặp gia đình. Rồi, quan kia. Quay. Đứng đây luôn. Quay chỗ khác đi, quay chỗ này mất công té vô đây nữa. 2, 3, chơi. Quay. 1 2 2 3 Ba ơi, đừng có nhậu nữa ba. Mấy chú đừng có kêu ba cũng nhậu nữa. Đêm nào của em mà cũng về. Ba về đi, ba kiếm gì đó kìa. Mấy cái rồi? 7 7 Còn 3 cái nữa. Cố lên, đỡ. Quay vào mảnh đi. Rồi, đủ. Ai vậy, ta vậy? Tay. 2 Ai vậy, tay vậy? Tay. 2 Gì mới xây mà? Mới xây ngày em. Không có, em ba lần đó. 2, 3 Đi đỡ cho. 1 Mở mắt ra nha, đừng nhắm mắt nha, mở mắt ra. 3 4 5 6 7 8 Có chừng cái vai đó. Cái vai có sao không vậy? Có chừng cái vai. Thôi, vai. Vai nhẹ thôi. Hai cái nữa. 1 cái nữa. 1 Rồi, uống. Rồi đi. Ủa sao nó ra tới biên giới luôn rồi? Có chừng cái vai. Có chừng vai kìa. Cái vai. Cố lên em. Đi em. Từ thôi. Từ thôi. Uống nhiều ngụm. Thôi chắc không kịp rồi. Không kịp rồi. Còn mấy người đi anh? Còn Huy nữa thôi à, nhưng mà không kịp. Kịp hết á. Trời.
Về đi ba. Về đi ba. Mệt quá mày là ba cũng nhậu hết trơn á. Chơi tới sáng này các con. Dạ. Vợ em bị chắc là... Trời ơi, tự hào lắm á. Tự hào uống dữ quá. Xoay đi em. Đi, uống nước đi rồi rồi xoay. Chùm khăn vô đỡ xoay nè. Rồi, vô. Rồi, không ai thấy em đâu. Một. À. Đi với em. À. Xin vĩnh biệt cô, vĩnh biệt cô. Quý ơi, một cái tay để chỉ đất đúng rồi. Mấy rồi? 6. 6 rồi hả chị? 7. 7. 8. 9. Anh ơi, anh nắm trâu đi cài hay gì, nắm đầu nhỏ vậy? Rồi, đây, đây. Rồi, vô uống. Anh đỡ cho. Chú ơi, chú ba chú năm đây à. Trời ơi. Đây. Trời ơi, cái bình bên đây sao chú bú bên kia. Đúng rồi chú ơi. Ôi. Cố lên Quy ơi. Cố lên. Đúng rồi. Lần thứ hai. Cố lên. Cố. Vút ngực xuống, vút ngực xuống. Trời ơi, dục rồi, lục quậy rồi. Quậy đi. Trời ơi! Ủa? Trời ơi! Trời ơi! Mấy đứa cho miếng khăn. Ngồi đi. Giống cốc suối tiền kìa. Giờ cốc số tiền. Lòng lân quy phụng. Ủa trời ơi, thấy người ta chơi không? Một tràng của tay à. Anh ơi, tét đầu anh ơi. Anh ơi, vô đống củi anh ơi.